Chào mừng quý chú anh chị đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tè. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng hoa. Ủa, không phải, mà một cái dòng hương thơm. Hoa mà cũng đúng. Hoa nữa, cũng đúng. Hoa nở thì rất là thơm hơn. Chị có nhìn cho chú anh chị nhìn cái những cái tinh dầu của nó ra không? Tiếp sức ra không? Chị thấy nó bóng dưới bóng. Dưới ánh đèn à. Con thấy nó tiếp sức không quý chú anh chị? Bóng lưỡng luôn. Không, nó không có bóng như ngoài cái điện thoại nó. Chị cũng cố gắng lắm rồi. Nó cũng có bóng nhưng mà nó không có lấp lánh như ngoài đâu. Không như ở ngoài được quý chú anh chị, tại điện thoại của chị con nó bị hư con mắt rồi. Đây nó bị hư con mắt. Điện thoại bị rồi. Rớt nên hư con mắt tiêu rồi. Đó quý chú anh chị. Đó chính là cái cây này chị thích luôn á, biết sao không? Tại vì cái nhân vật này chị coi Hoàng Châu Cách Cách á, chị rất là thích. Nên khi mà biết được cái cây này là chị càng thích hơn á. Đó chính là cây hàm hương. Dạ. Quý cô chú anh chị có nhớ là trong phim Hoàng Châu Cách Cách á, có một nhân vật là tên là Hàm Hương không? Mà đi tới đâu á là bướm nó cũng bay theo luôn á, nó thơm á. Đi tới đâu nó tỏ hương thơm á. Này quý cô chú anh chị, thơm nhất là gì? Thơm mùi. Quý cô chú anh chị hay hỏi chị là thơm mùi gì? Mua về hửi thì biết rồi. Nó cái mồi nó sao ta, nó hòa quyện của rất là nhiều hương. Đúng rồi, nó nhiều hương mới anh chị. Chị không biết chị hậu nhưng mà phải vuốt tay vô nó mới thơm. Đúng nha quý cô chú chị, nó vô nó mới thơm mạnh quý cô chị. Hơn cái mùi dễ chịu lắm, mùi gì luôn á, cái mùi rất là dễ chịu, cam chanh xả rồi mật ong gì á, cả lãng bình luôn, kết hợp luôn. Cái mùi nó rất là ngọt chứ không, nó không có khẳng khẳng, nó không có gắt. Đúng rồi, không biết tưởng tượng như là có cam chanh xả rồi mật ong trong đó nữa. Đó. Có hai hướng chơi cho quý anh chị, một là quý anh chị về thay qua cái chậu đẹp hơn để chơi như con, cắt tỉa thường thường cho nó dạng nôm na là nó bít cây hết quý anh chị, nôm na là nó bộ thành bít cây vậy nè. Về cái vuốt cái thằng hông như là quý anh chị đó. Về cái thể của chú anh chị là muốn chơi bonsai thì quý anh chị có mình dạng bẻ ra giùm con, tất cả bên con đều một cốt. Mà cái dòng đặc biệt cái dòng này nó làm như gãy đai chú anh chị, nó tự nhiên nó bỏ cho nó xuống nhà chú anh chị. Ôi, một cốt nhưng trên này nó bỏ ra dễ nhưng chú anh chị. Ủa vậy có sao không? Dạ không sao, miễn mà của chú anh chị nào muốn cho bonsai thì của chú anh chị mạnh dạng cắt rễ bỏ nhìn con. Còn nếu của chú anh chị nào muốn cho tự nhiên cây xung phát hơn thì tự động cho nó bò xuống. À, nó làm như cái đa vậy đó, rễ nó mạnh hơn. Wow. Nó. Nó hả? Nó chứ còn không này là của chú anh chị, nó tới tông luôn nè. Nó buông rễ vậy hả? Dạ nó buông rễ. Chưa em thấy không? Chị thấy không? Nó hơi mờ. Em mấy rồi nè. Ồ quá trời rễ luôn. Đó quý anh chị, dung con. Bên con thì chiếc có một cốt hết á, nhưng mà trên này nó buông rễ ra thì gì con nói gì quý anh chị, nó một cốt con nói chỉ sợ con nói dốc. Nhưng mà thật chắc là đây là minh chứng những lời nói của con. Đó. Đó, nó bỏ ra bộ rễ vậy nè, cực kỳ. Cái bông nó to không hả? Dạ bông nó thì của chú anh chị có còn cái bông nào không, để chị coi coi đâu chị quay cái lá nắp lá nó nhỏ thì chú bông nó sẽ nhỏ chú anh chị, cái bông nó đi tí thôi quý cô chú, cái mà tắn cũng dễ thương lắm nè, tắn đi tí này nè. Nhưng mà cái lá thơm khác, cái bông thơm khác nha quý cô chú anh chị. Đúng rồi dạ. Cái bông thì mình kê mũi vô mình nghe thơm, còn cái lá mình phải vuốt. Dạ, đa phần những sư thầy và những cái anh chị nào thích sưu tầm hoa thơm thì cực kỳ là mê những bạn này bên con. Dạ, con bán rất là nhiều số lượng rồi quý anh chị. Dạ. Có cây lớn hơn nữa nha quý cô chú anh chị. Có cây đốt giai đoạn hơn, có những bạn lỡ hơn, bự hơn. Cực kỳ luôn. Những anh fan ở Sài Gòn con thì cực kỳ là mê luôn. Những fan mua đi bán lại bên con rất nhiều. Cái này thì nó sống hoài luôn á. Tại vì giống như có cây hương thảo là rất là khó trồng. Mọi người thì thường thích hương thảo nhưng mà chị vẫn không thích. Tại vì trồng nó dễ chết lắm. Là cái cây gọi là năm nay là gia vị. À. Để mình ốp với quý cô chú anh chị. Nó cũng thơm. Nhưng mà các bạn đó là nhát gió kiểu mùi xuông, nó nôm na dùng từ vậy đó, ngữ vậy đó quý anh chị, nó cực kỳ là khó chăm, là mình nôm na để tự nhiên đó quý anh chị nó không được, phải sử dụng can thiệp bằng thuốc, phân thuốc vô nó mới ok. Nó tại vì nó rất sao mà nó nhát gió kiểu mùi xuông, tại vì ra xuông nó bị úng, mưa cái nó cũng bị úng, rồi mình tưới nước nhiều quá cũng bị úng, nó có nhiều trường hợp nó chết, khô quá thì nó cũng lá. Chết, nó hồ vậy đó, cái gì nó cũng chết, nó gọi là hôm nay là hơi bị nhạy cảm xíu. Ấy. Quá nhạy cảm chứ không phải hơi. Các bạn này bên con giới thiệu thì nó dễ hơn. Dạ. Cây về của chú anh chị cứ heo có cái khối của con sẵn về của chú cứ bo heo. Đó. Mà về của chú anh chị nào muốn cho bonsai thì cứ mạnh dạng ra gata chi banh tàn con cắt những rễ như con nói. Rồi. Chưa thích nhưng bạn này xin liên hệ bên con, chiều cao cây thì con bao cho chú anh chị là trên 20. Dạ. Chứ con không dám mà bao ông chục. Cái này dạng như là cắt tỉa nó lùng đục nhau. Mà lùng mà đẹp của chú chị nó xè. Nhìn thấy thương. Nó già cây chứ không phải là cây nó nhỏ nha. Nó rất là già. Cái này là cắt tỉa ít nhất là 5 lần nó mới được sum như vậy. Thì của chú chị cứ hình
dung đi, con chiết những cái cành nó nhỏ bé, nhỏ như cái nhánh vậy đó, nhỏ mà bự hơn đúng không chị? Về của chú chị thử nghiệm đi, cầm nó thì vẫn sống mà lên sau này lên thời gian thứ trời có trường hợp chiết bên con thôi là mới ok, cầm thời gian nó hư thúi rồi chứ là nó quá bé, nó còn non đúng không chị, nó dở lắm, thành ra mình chiết mới được cái chọc bự, con bên con có những cái nái lớn của chú chị chiết ra, thành ra chọc bự mới nuôi được bồ tàng nó nhanh hơn, nó cực kỳ luôn, thơm quá muốn ngấy quá luôn. Cái đặc điểm nữa cần lưu ý của bạn này thì tại vì của chú anh chị cắt rẽ hình khối vậy nè, của chú anh chị thường thường nó sẽ có những cái hiện tượng gọi là lá chồng lá, nó chồng chéo nhau, nó hạn chế mình hạn chế tưới vào ban đêm để cho cái bộ lá nó hót nước, nó tránh được cái hiện tượng gọi là mình bị úng của chú anh chị. Dạ, tại vì nước nó đọng ở trên lá vào ban đêm mà nó lá nó chồng lá nhiều quá chú anh chị, thành ra nó bị úng, bị phá làm sao, là của chú anh chị có mạnh dạng vũ bỏ cái úng lá một con và tưới nước, thường thường tưới vào chắc sáng cho qua một ngày thì nó khô, còn không trường hợp thứ hai nữa miễn mà bữa chiều nó khô quá thì cũng chỉ mạnh dạn tưới vào bắp cùng con, đừng có tưới ở tên đọt mà dùng con, đó là những điều lưu ý để mình chơi được những cây mà nó sống lâu sống mãi với bên mình. Rồi, con chân thành cảm ơn cô chú chị trong kênh, con xin kết thúc video đây.